Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trình báo. Trước phòng trực ban Công an huyện Trường Mỹ, Hà Nội, xuất hiện một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng. Sau khi ngồi xuống ghế, người này cho biết mình là quản lý cho một chuỗi nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Chuỗi nhà nghỉ này mang tên Hoa Anh Đào do bà Đặng Thị Hà làm chủ. Khoảng 2 ngày nay, người quản lý này đã không thể liên lạc được với bà Hà dù đã tìm đủ mọi cách. Theo nhân viên này, bà Hà có quan hệ xã hội khá rộng. Việc bà đi đâu đó dăm ngày không hề lạ lẫm. Thế nhưng lần này có những dấu hiệu bất thường khiến người thân của bà Hà lo lắng, bất an. Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Chương Mỹ ngay lập tức cử một tổ cán bộ xuống địa bàn nơi sinh sống của bà Hà. Qua tiếp xúc với người dân xung quanh, các trinh sát nhận thấy sự việc bà Hà biến mất khỏi nơi sinh sống là có thật. Tất cả những người được hỏi đều cho biết đã nhiều ngày bà Hà không xuất hiện tại nhà, cũng chẳng liên lạc bằng bất cứ phương thức nào với bạn bè, người thân. Quá trình làm việc với người thân, bạn bè xã hội, các mối quan hệ làm ăn của bà Hà, các trinh sát bắt đầu lơ mơ nhận ra sự mất tích của bà Hà đang ẩn chứa những nghi vấn rất phức tạp. Vết huyết. Căn nhà bà Hà sinh sống được xây dựng trên mảnh đất rộng 2.000m2. Đây cũng là nơi đặt cơ sở nhà nghỉ Hoa Anh Đào, nên khá rộng rãi. Vào thời điểm lực lượng Công an Trường Mỹ có mặt, căn nhà trống trơn, không người ở. Tiến hành quan sát tìm kiếm, Công an phát hiện tại khu vực cổng ra vào, trên nền nhà xuất hiện nhiều vết nâu đỏ, nghi là huyết. Dưới sàn có một thanh sắt dạng xoắn, dính vết nghi huyết. Đồ đạc xung quanh khu vực này bị xô đẩy. Quan sát các vết nâu đỏ nghi huyết đã nhận thấy những vết này xuất hiện rải rác từ trong nhà ra phần cổng. Nghi ngờ về một vụ án hình sự nghiêm trọng bắt đầu hình thành. Nhận thấy sự vụ có nhiều yếu tố phức tạp, Công an huyện Chương Mỹ đã báo cáo Công an Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành các bước điều tra tiếp theo. Tất cả những vết nâu đỏ nghi huyết đều được lấy mẫu và trưng cầu giám định. Kết quả cho thấy mẫu huyết này chính là của bà Hà, người được cho đã mất tích nhiều ngày trước đó. Người bố dượng. Một cuộc tìm kiếm bà Hà trên diện rộng đã được Công an Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ tiến hành gấp rút. Tất cả những người thân, những mối quan hệ bạn bè, thân tình hoặc làm ăn của bà Hà đều được liên hệ. Tuy nhiên bóng dáng người phụ nữ này vẫn như bóng chim tăm cá. Qua tìm hiểu, các trinh sát được biết bà Hà vốn quê ở Hòa Bình nhưng xuống Chương Mỹ kinh doanh nhà nghỉ từ 20 năm nay. Bà đã bỏ chồng và có hai người con riêng. Cách đây một thời gian, bà Hà có kết hôn với người đàn ông tên Ngọc Anh, trú tại Đông Anh, Hà Nội. Hai người chung sống tại căn nhà của bà Hà ở Chương Mỹ. Tuy nhiên chẳng hiểu sao chỉ vài tháng thì Ngọc Anh quay về Đông Anh, hai người ly thân. Vào thời điểm khám nghiệm nhà bà Hà, cơ quan công an phát hiện trong một khoảng thời gian hơn 10 phút, chiếc camera an ninh đột ngột mất điện. Thời điểm này cũng chung với ngày mà bà Hà được cho là xuất hiện lần cuối cùng. Người con trai tên Hùng bị câm điếc của bà Hà cho biết ngày 31 tháng 1 khi đang sử dụng máy tính ở nhà thì thấy mất điện. Anh này đi ra bên ngoài kiểm tra và nhìn thấy bố dượng tên Ngọc Anh có mặt ở đây. Do trước đó bà Hà nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của cha dượng nên cậu con trai đã chủ động tránh mặt. Theo người con trai, mẹ mình đã viết những lời dặn dò vào một cuốn sổ. Khi kiểm tra cuốn sổ này, Công an Hà Nội thu được một đoạn tin nhắn có nội dung: hôm qua Hùng đi không khóa cổng, thằng Ngọc Anh nó vào, nó lấy mạng mẹ đấy. Lần sau ra vào Hùng phải khóa cổng ngay nhé. Mẹ viết giấy cho Hùng, nếu nó mà lấy mạng mẹ thì con thuê luật sư kiện nó đi tù nhé. Lời khai của con trai bà Hà cùng với những đoạn viết dặn con được thu thập đã giúp các điều tra viên Công an Hà Nội lần ra một manh mối quan trọng. Rõ ràng là giữa bà Hà và Ngọc Anh có mâu thuẫn, thậm chí rất nặng nề. Việc Ngọc Anh xuất hiện tại nhà bà Hà vào ngày 31 tháng 1 là điều rất đáng nghi ngờ. Theo con trai bà Hà, anh không biết vì sao bố dượng lại có mặt ở đây. Những mâu thuẫn. Ngọc Anh từng có một đời vợ. Tại Đông Anh, gia đình đối tượng làm nghề mộc nên kinh tế khá giả. Vào khoảng năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, Ngọc Anh quen với bà Hà.
Một thời gian sau, hai người quyết định kết hôn. Ngọc Anh chuyển về Xuân Mai sinh sống với vợ. Tuy vậy, chỉ vài tháng sau, Ngọc Anh và bà Hà ly thân. Người đàn ông này quay về nhà ở Đông Anh. Tiến hành triệu tập lên làm việc, ban đầu Ngọc Anh cho rằng anh ta không biết và không liên quan đến sự mất tích của bà Hà. Các điều tra viên dẫn lời khai rằng ngày 31 tháng 1, Ngọc Anh có xuất hiện tại nhà vợ ở Trường Mỹ. Tuy nhiên, người đàn ông này lập tức phủ nhận. Anh ta cho rằng lời khai của một thanh niên cầm điếc là không đáng tin. Cùng thời điểm này, một tổ công tác của Công an Hà Nội đi dọc các con đường xung quanh nhà bà Hà và nhà Ngọc Anh tại Đông Anh. Tại đây, các anh đã thu thập được hai đoạn băng từ camera an ninh của người dân. Theo đó, ngày 31 tháng 1, chiếc xe ô tô của Ngọc Anh có rời khỏi nhà ở Đông Anh và được ghi nhận xuất hiện tại khu vực cổng nhà bà Hà ở Xuân Mai. Sau ít giờ đấu tranh, các điều tra viên Công an Hà Nội đã khiến Ngọc Anh cúi đầu nhận tội. Từ đây, tội ác man dợ của người này với bà Hà đã lộ diện. Sự trả giá. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi kết hôn và chung sống với nhau được vài tháng, thì bà Hà nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người đàn bà khác. Bà Hà đã tự ý bán chiếc xe ô tô hiệu Toyota mà Ngọc Anh tặng. Trước đó, bà Hà cũng từng hứa sẽ sang tên cho Ngọc Anh một mảnh đất. Tuy vậy, dù đã bán ô tô, nhưng bà Hà vẫn chưa sang tên đất theo lời hứa. Từ việc này, giữa Ngọc Anh và bà Hà nảy sinh mâu thuẫn, quyết định ly thân. Ngọc Anh bỏ về nhà tại Đông Anh sinh sống, nuôi kế hoạch trả thù. Khoảng 3 giờ ngày 31 tháng 1, Ngọc Anh đi xe ô tô bán tải từ Đông Anh về Xuân Mai với mục đích đòi lại tiền bán ô tô. Tới nơi, Ngọc Anh đỗ xe ngoài đường rồi treo tường vào bên trong nhà. Gã ngồi ở phòng khách đợi bà Hà ngủ dậy. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng, khi bà Hà đi từ nhà ra sân, thì Ngọc Anh xuất hiện túm tay lôi bà này vào nhà kho. Ngọc Anh nói, mày lừa tao, tao cay mày lắm. Khi bà Hà hứa trả tiền thì Ngọc Anh nói, tao không tin mày. Lúc này Ngọc Anh cầm một thanh sắt xoắn táng mạnh, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Trong lúc chống cự, bà Hà đã cao cấu gây ra vài vết thương nhỏ trên người Ngọc Anh. Sau khi lấy mạng vợ, Ngọc Anh giấu thi hài bà Hà và lái xe về nhà. Đến 22 giờ cùng ngày, Ngọc Anh quay lại vào nhà lấy thi hài cho lên xe ô tô chở đi. Đến khu vực cầu Đông Trù, hắn dừng xe và phi tang thi hài xuống sông. Tại phiên tòa ngày 1 tháng 9 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Ngọc Anh mức án tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.